Phật tử con là Đinh Thị Tuyết, năm nay 34 tuổi, ngụ tại xóm Ba, Trung Thành, à, uh, vân vân, Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Bản thân con hay đi chùa, con đã quy y năm 2023. Hôm nay ngày 25 tháng 5 năm 2024, con đã được đến chùa khai nguyên lần thứ hai con mong được thầy giải đáp giúp con vấn đề như sau ạ à. con có con trai tên là lã trấn phong sinh năm một nghìn chín năm một nghìn năm hai nghìn chín tháng ba vừa rồi con có đi đi gửi vào đền ngay cạnh nhà của con. Lúc làm lễ gửi xong thì Thầy có bảo con là con gửi đến năm 12 tuổi thì chuộc ra và làm lễ di cung hoán số mất 20 triệu đồng. Nếu không là chết non, không sống thọ vì con à, à, vì con đặt tên đệm là chấn phạm vào tên húy của vị tướng thời Nhà Trần con kính mong được thầy giải đáp giúp ạ à. con xin tri ân công đức của thầy A Di Đà Phật người viết Đinh Thị Tuyết Thái Nguyên ngày 25 tháng 5 năm 2024. Xin thưa các quý vị. Chúng ta đang ở vào cái thế kỷ 21. Tức là vào năm 2024 rồi. Chúng ta không ở vào cái giai đoạn thời kỳ phong kiến ngày xưa nữa. Mà sợ phạm vào tên húy của nhà vua hoặc hoàng thân quốc thích hoặc các đại thần quan lớn cho nên phật tử này nói rằng đặt tên con lã chấn phong ông thầy ông bảo là tên là đệm là chấn là trùng với tên của một vị tướng quân thời nhà trần ngày xưa cho nên nếu mà không làm cái lễ thì phạm vào cái tên đó cho nên là sẽ bị sẽ bị chết mà lễ thì phải 20 20 triệu Bán khoán thì bảo là à, đến năm 12 tuổi thì phải chuộc lại để làm cái lễ gọi là di cung khoán số 20 triệu. Có di được không và có hoán được không đây mới là điều chúng ta cần bàn. Trong cái nhân quả Đức Phật đã dạy rất rõ ràng với chúng ta rồi. Mỗi chúng ta sinh ra đều có phúc báo, có thọ mạng, có nghiệp và có nhân duyên riêng của nhau, không ai giống nhau cả. Cho dù trong một gia đình người làm vợ làm chồng cũng khác nhau. Làm cha con, mẹ con, anh em ruột thịt cũng khác nhau. Không ai giống ai cả. Phúc đức, nhân duyên, thọ mạng vân vân đều do chính chúng ta gieo trồng và tạo tác nhiều đời nhiều kiếp vậy cho nên nếu có một ai nói rằng có thể làm lễ để di cung hoán số để thay đổi vận mạng thì xin thưa các quý vị nghe nó không đúng với giáo lý nhân quả mà đức phật đã dạy còn ở ngoài xã hội họ nói như thế nào đấy là việc của họ họ tuyên bố như thế nào đó là việc của họ Họ khẳng định ra sao đó là việc của họ Nhưng điều quan trọng Cái lời tuyên bố ấy Nó có thành sự thật không? Chúng ta phải có trí tuệ Chúng ta học Phật là phải có trí tuệ Để mà nhìn nhận các pháp do tâm tạo Tức là do chính chúng ta gì? Gieo trồng và tạo tác Chúng ta không thể nhờ một ai đó có thể lo hết cho chúng ta được. Không thể bỏ ra 20 triệu mà có thể bỏ di cung hoán số chuyển từ yếu mạng thành thọ mạng được. Chuyển từ nghèo đói thành giàu sang phú quý được. Chuyển từ ốm đau bệnh tật thành khỏe mạnh như lực sĩ được các quý vị. Nếu trên xã hội này cái gì cũng dùng tiền mà có thể giải quyết được vấn đề thì xin thưa các quý vị những người giàu sang phú quý vinh hiển các bậc vua chúa ngày xưa và những đại gia giàu có bây giờ người ta không có ai bị chết yểu chết non không có ai bị bệnh tật không có ai phải chia lìa gia đình vợ con đâu các quý vị vì họ có tiền không chỉ có tiền mà họ có rất nhiều tiền cho nên chúng ta phải biết rằng ạ tiền nó không phải là tất cả. Nó chỉ đáp ứng và giải quyết được một số những cái sự cần thiết trong cuộc sống của chúng ta mà thôi. Tiền không thể mua chuộc Phật thánh, không thể mua chuộc thần linh, không thể nối được thọ mạng. Một cái lễ, một ông thầy cúng mà bảo á à, nói được thọ mạng ra còn không lễ thì bị chết đó. đấy là dọa người ta khiến cho người ta sợ nhất định không có cái đạo lý đấy các quý vị cho nên chúng ta phải gì chuyển hóa nghiệp mà xấu của mình trở thành được tốt đó chính là gì đó chính là đoạn ác tu thiện như trong giới kinh Đức Phật đã chỉ dạy chư ác mạc tác chúng thiện phụng hành tự tịnh kỳ ý thị chư phật giáo chư ác mạc tác là thế nào có nghĩa là chớ làm các việc ác chúng thiện phụng hành là sao có nghĩa là vâng làm các việc thiện hay các việc tốt các việc lành đó chư ác mạc tác chúng thiện phụng hành tức là chớ làm các việc ác vâng làm các việc thiện đấy đấy là lời phật dạy dạy cả những người xuất gia như chúng tôi và những người tại gia như các quý vị phật tử và thậm chí là cả những người không phải là phật tử chưa phải là phật tử nếu mà y giáo phụng hành nương vào lời phật dạy để tu tập tất cả đều sẽ chuyển được nghiệp đều có thể chuyển được từ gì từ xấu thành tốt, chuyển từ ngu thành trí, chuyển từ mê thành ngộ, chuyển từ thậm chí là chuyển từ yếu mạng thành thọ mạng như là các vị đọc cái quyển sách tích phúc cải mệnh chưa? Thầy khuyên đọc rồi có đọc chưa? đó quyền tích phúc cải mệnh mỗi gia đình chúng ta nên có một quyển sách tích phúc cải mệnh hay có sách có nơi thì dịch là gì là làm chủ vận mệnh đó của một vị cư sĩ ông ấy chuyển vận mạng của mình bằng cách gì làm thiện bằng cách hướng thiện và bằng cách khởi tâm gì niệm thiện hàng ngày Chúng ta cứ nương vào đó để mà học mà làm theo Làm được bao nhiêu thì chúng ta được bấy nhiêu công đức Chứ công đức là do tu tập mà có Do thay đổi từ ý nghĩ, từ lời nói, từ hành động mà có các quý vị Chứ còn cái những cái nghi lễ như thế này Nó là phương tiện để cho chúng ta hướng tâm vào Để chúng ta cùng nhau làm thiện mà thôi Ví dụ Thầy không thể nào tuyên bố rằng tất cả ai đến đây làm lễ cầu siêu gia tiên lịch đại kỳ huyền thất tổ đều được siêu hết. Không có cái chuyện đó. Nhưng bằng cái tâm thành của tất cả tăng ni Phật tử đại chúng chúng ta nhất tâm để hồi hướng, để chú nguyện, để cầu tam bảo chư Phật Bồ Tát Hiền Thánh Tăng Thiên Long Bát Bộ Pháp Thiện Thần đồng gia hộ thì sẽ cảm được trước tiên là cảm được chư Phật Bồ Tát Thánh Tăng Thiên Long Bát Bộ Hộ Pháp Thiện Thần thứ nữa là cảm được chư vị thần linh chân linh anh linh vong linh hương linh họ đến tham gia khóa tu cùng với con cháu cùng với họ hàng cùng với người thân cùng với bạn bè thỉnh đến đây mời đến đây để cùng với chư tôn đức tăng ni và các Phật tử chúng ta tu tập. Và trong quá trình tu tập, họ nhờ vào lời kinh tiếng kệ, nhờ vào giáo pháp của Đức Phật mà họ cũng được giác ngộ như chúng gì? Như chúng ta. Họ được giác ngộ và họ gì? Họ khởi cái tâm gọi là tín kính Tam Bảo mong được thoát khổ nhất tâm tu hành họ cũng lễ phật cũng niệm phật cũng tu tập như chúng ta nhưng chúng ta không dùng bằng con mắt thường để nhìn thấy họ chỉ có những bậc thánh tăng a la hán bồ tát chư phật và chư vị thiên long bát bộ mới nhìn thấy họ họ thì có thể nhìn thấy chúng ta nhưng chúng ta thì có người nào có À, nhân duyên lắm mới nhìn thấy họ nhưng chung quanh ở đây họ cũng đang thì cùng uh, Thánh pháp và cùng uh, tu tập giống như chúng ta và ở trong đây nếu có ai qua một khóa tu mà được giác ngộ mà phát khởi cái uh, tâm bồ đề uh, tín kính tam bảo chọn đời chọn kiếp nguyện uh, tin theo phật uh, nương theo pháp và nương vào tăng để tu tập bỏ ác làm lành lãnh giữ hành thiện phóng sinh tu phúc bố thí giúp đời vân vân xin thưa các quý vị đấy là chúng ta giác ngộ đấy chúng ta không đi theo con đường tà đạo tà giáo yêu nghiệt để chi sư không làm những cái việc sát sinh hại vật gian dối trộm cắp vọng ngữ tả dâm rượu chè cờ bạc bê tha làm ảnh hưởng đến đời sống của bản thân gia đình và xã hội làm cho xã hội ngày càng gì ngày càng à, loạn lạc và à, khổ sở thêm thì đó chính là giác ngộ cho nên các phật tử chúng ta học phật phải có trí tuệ là cho đó thầy luôn luôn khuyên chúng ta là học phật phải có trí tuệ đừng để cho bất cứ một ai dắt mũi mình cho dù người đó là ai người đó như thế nào và thầy thường nói với các quý vị là gì chúng ta tin tưởng vào pháp môn niệm phật chúng ta tín thọ phụng hành tin sâu nguyện thiết một lòng chỉ danh để cầu sinh tây phương cực lạc cho dù có một đức phật nào đó hiện ra trước mắt chúng ta hoặc đến sống gần gũi chúng ta bên cạnh chúng ta nói rằng này thiện nam tín nữ hay là này ưu bà tắc ưu bà di hay là này cư sĩ kia pháp tu của các con hay pháp tu của các ngươi là quyền pháp là phương tiện pháp biết bao giờ cho các con đã được vãng sinh bao giờ cho các con đã được về tây phương bao giờ cho các con đã được thành phật hãy đi theo ta chỉ cần đi theo ta thôi các con sẽ được thành gì thành bồ tát thành phật sẽ được giải thoát sẽ được hạnh phúc sẽ được ấm no abc vân vân thầy thường dạy chúng ta nếu người tin vào pháp môn tịnh độ nếu có bất cứ Đức Phật nào đến khuyên chúng ta như thế Chúng ta trang nghiêm chắp tay mà A-di-đà Phật Chúng con gì? Phật tử chúng con xin đa tạ Ngài Chúng con gì? Chúng con sẽ vẫn đi theo con đường của chúng con đã chọn Đó chính là chúng con gì? Phát nguyện vãng sinh Tây Phương Cực Lạc Cho nên chúng con nguyện chúng con đã phát Lòng chúng con đã hướng Chính vì vậy mà chúng con thì thôi Cho dù có lâu thành Phật Cho dù là quyền pháp phương tiện đi chăng nữa Nhưng chúng con thì đã phát nguyện Chúng con đã tin, đã nguyện và đang hành Chúng con tin rằng một ngày nào đó Đức Từ Phụ a di Đà Phật Sẽ tiếp rước chúng con về cõi Tây Phương Vì vậy mà xin gì? Xin cảm ơn Ngài à, Chúng con biết Ngài là gì? Là một bậc vô thượng chính đẳng chính giác đấy nhưng mà chúng con đã nguyện về về Tây Phương rồi cho nên chúng con chỉ có về Tây Phương thôi. Nếu chúng ta làm được như thế. Xin thưa các quý vị. Đức Từ Phụ A Di Đà Phật chắc chắn sẽ không bỏ chúng ta. Các vị làm được như thế, các vị chưa phải là Bồ Tát nhưng thực sự các vị đã có tâm Bồ tát rồi các vị chưa thành phật nhưng thực sự các vị thì đã có cái sự dũng mãnh kiên cường và ý chí sắt đá như là đức phật rồi các vị chưa phải là phật nhưng trí tuệ của các vị thì đã gần bằng với đức phật rồi cho nên người học phật chúng ta chớ có chạy theo gì những vọng duyên ở bên ngoài chớ có bị ngoại cảnh nó lôi cuốn nó làm cho chúng ta mất đi cái niềm tin ban đầu các vị thấy mấy năm trước trong đạo tràng đấy có một số người đang tu tập cũng rất là tinh tiến thế nghe bảo là có một vị còn giỏi hơn là cả Phật Thích Ca nữa. Vị này còn gì còn giỏi hơn cả Phật A Di Đà nữa, giỏi hơn cả Đức Chúa Giêsu nữa, giỏi hơn cả tất cả các vị thánh xuất thế đã từng hiện ra ở thế gian này nữa. Không cần phải làm lễ cầu siêu, không cần phải tu tập, không cần phải làm bất cứ một cái gì. Chỉ cần là đưa cái ảnh của người đã mất gửi qua đến trước mặt của vị thầy đó vị thầy thầy đó thì chú nguyện và lấy tay gì xoa một cái là vong linh ấy muốn được sinh lên trời thì được sinh lên trời muốn được hồi hướng về tây phương cực lạc thì về tây phương cực lạc mà về tây phương thì toàn là gì thượng phẩm thượng sinh đấy cả một số phật tử nghe sướng quá đi tu theo thầy thịnh ở chùa khai nguyên vất vả nắng nóng một tháng bảy ngày đi tu Pháp hội địa tạng 3 tháng thì có một Pháp hội lớn hoặc là trung phong hoặc quan âm Ngoài ra về nhà thầy còn bảo là gì Muốn có công đức, muốn thoát được khổ Thì phải sáng trưa chiều tối phải chịu khó gì Tùng kinh niệm Phật bố thí làm lành phóng sinh tu phúc làm các việc thiện Vân vân Thì sau này xả bỏ báo thân thì mới có cơ hội được vãng sinh Giống như trong kinh A-di-đà Đức Phật dạy xá lợi Phất là gì chẳng thể dùng một chút ít thiện căn phúc đức nhân duyên mà có thể được sinh sang thế giới kia đâu cho nên chính vì vậy mà chúng ta phải gì phải tu nhân tích đức hành thiện trợ duyên vào đó cộng thêm tin sâu nguyện thiết một lòng chỉ danh để hồi hướng cầu sinh tịnh độ thì mới có cơ hội được gọi là đới nghiệp vãng sinh các quý vị Làm gì có cái chuyện một ai đó có cái khả năng lấy cái tay xoa một cái trước mặt cái, cái ảnh đấy là vong linh của người đó được sinh về tịnh độ, được sinh lên cõi trời hoặc muốn sinh được bất cứ cõi nào đều được cả. Xin thưa các quý vị. Đó chỉ là gì? Lừa gạt là ma vương. Nó cho con cháu nó hiện ra để nó gì? Nó phá đạo pháp phá giáo lý của đức phật thích ca đấy còn chúng ta tổ chức những pháp hội như thế này để cùng nhau vân tập tu hành khuyến tấn hành giả cùng nhau tu tập rồi khuyến tấn lịch đại gia tiên cựu huyền thất tổ của chúng ta thì cùng nhau tu tập họ tu dần tu dần à, giống như người lọc nước bẩn các quý vị có người nói với thầy tại sao con đi theo mấy pháp hội rồi mà con vẫn phải đi hay sao à, con đi mấy pháp hội như vậy thì đáng nhớ cầu siêu thì các cụ nhà con phải được siêu hết rồi chứ tại sao cứ phải đi nhiều thế xin thưa các vị thầy có bắt chúng ta đi đâu thầy cũng có gửi giấy mời đến tận nhà bất cứ một ai hay là viết ra gửi cho bất cứ một ai hay là có uh, phải uh, bắt, uh, bắt uh, bất cứ một ai đến đâu có duy nhất một cái thông tin lên trên gì trang web của chùa ngày đấy ngày đấy tổ chức pháp hội uh, trung phong hay là pháp hội quan âm hay pháp hội địa tạng ai đủ duyên thì đến ai thu xếp được công việc gia đình thì thì đến ai có đủ niềm tin đó để cùng uh, với chư tôn đức tăng ni và đạo tràng phật tử đến để cùng nhau tu tập thì đến có bắt ai đâu mà cũng chẳng sách tiến khuyến hóa ai phải đi cả tùy thầy cũng chẳng gọi điện cho ai mà các sư ở trong chùa cũng không gọi điện cho ai bảo phải đến cả tất cả đều tùy tâm đều tự nguyện vậy mà đưa ra câu hỏi với thầy là con đi mấy pháp hội rồi Cầu siêu rồi Nếu mà cầu siêu mà siêu được Thì vong linh gia tiên kỷ huyền thất tổ Nhà con phải siêu hết rồi chứ Cần gì phải đi nữa Thầy cười thầy bảo vâng Nếu mà Phật tử ăn một ngày Ăn một bữa Mà no được cho cả một ngày Thì cần gì một ngày phải ăn hai đến ba bữa Ăn một ngày mà no thì cần gì phải ăn cho cả tháng ăn cho cả năm và phải ăn cho cả gì cả đời xin thưa các quý vị việc tu tập nó cũng tương tự như thế chúng ta đến pháp hội thính pháp văn kinh cùng nhau tu tập có công đức không có khẳng định là có nhưng khi chúng ta về cuộc sống đời thường Công đức chúng ta tu trong ba ngày Pháp hội á Được rất là nhiều Nhưng về cuộc sống đời thường thì Nào là tham, sân, si, mạn, nghi, tả kiến, ác kiến, biên kiến, kiến thủ, giấy công thủ vân vân Nào là gì? Vì miếng cơm manh áo Nào là vì chồng, vì con, vì cháu, vì chất Nào là vì vợ, vì chồng Nào vì con, vì cái vân vân Trong cuộc sống xô bổ ấy Chúng ta biết là gì? Làm việc ấy nó cũng không phù hợp với nhân quả, không phù hợp với lời Phật dạy. nhưng chúng ta vẫn phải phải làm việc cuộc sống mưu sinh các quý vị. cho nên chúng ta lại bị tổn gì? tổn đi chút phúc. giống như chúng ta làm cả tháng khi lĩnh lương, à, giám đốc hoặc là kế toán trưởng, hoặc là thủ quỹ của công ty, hoặc là của bên kế toán của nhà nước bộ phận phát lương đó Chúng ta làm cả tháng đến tháng linh lương Được 10 triệu, 20 triệu, 50 triệu chẳng hạn Chúng ta khi chúng ta cầm cái đồng lương đó ở trên tay Trong túi chúng ta nặng chiếu Nhưng về đến nhà Ngày thứ nhất Có thể đồng lương đó còn gần như còn nguyên vẹn Hoặc mới mất được có một mất đi có một chút gì Chút xíu thôi Ngày thứ hai, ngày thứ ba vợ cầm tiền trong túi cái thỏi son là gì hết rồi cái hộp phấn là hết rồi hoặc cái chiếc áo gì đã cũ rồi vợ mang cái số tiền lương đó ra chợ để mua một thỏi son một hộp phấn và một chiếc áo mới cái tiền lương của chúng ta nó còn nhiều như hôm mới mang về nữa không không nó vơi đi một chút các quý vị rồi đứa con trai đứa con gái nó bảo mẹ ơi đôi dép con đứt đứa thì bảo mẹ ơi cái cặp của con cặp sách của con nó cũ mất rồi thế lại phải gì xuất tiền để chi và cái đồng lương của chồng đưa cho vợ nó còn nguyên nữa không còn nhiều không không mỗi thứ nó gì vơi đi một tí thầy lấy một cái ví dụ rất đời thường rất uh, cuộc sống như vậy để chúng ta gì dễ liên hệ vì sao chúng ta đến chùa tu hết năm này đến năm khác mà vẫn chưa được phá mê khai ngộ rốt ráo như chư Phật Bồ Tát Vẫn chưa được thành Phật Vẫn chưa thành tổ Chính vì gì? Trong cuộc sống Chúng ta vẫn còn gì? Tham sân si Vì cuộc sống, vì gia đình Chúng ta vẫn phải gì? Phải tạo tác Bằng ba nghiệp thân khẩu ý Cho nên vẫn bị tiêu đi cái gì? Cái công đức cái phúc báo của mình tương tự như vậy nếu mà gì các cụ ngày xưa hay nói gì à, khéo ăn thì no khéo co thì gì thì ấm tức là khéo ăn khéo lo thì sẽ được no nê khéo co tức là khéo giữ gìn và khéo uh, chất chiêu tàn tiện đó thì khéo ngủ đi ngủ nói là khéo co thì không? đi ngủ đắp chăn mà khéo co thì được ấm Ý là nói là gì? Trong cuộc sống, nếu trong chúng ta biết gì? Biết chắt chiêu, biết dành dụm, biết tiết kiệm thì hàng tháng, mỗi tháng chúng ta có thể ngoài ổn định cuộc sống rồi chúng ta chắt chiêu tần tiện một chút thì một vài tháng thì nó chưa được nhiều nhưng một năm, hai năm, ba năm, năm năm, mười năm mỗi năm chúng ta chắt chiêu dành dụm một tí không ốm, không đau, các cụ nói làm giàu mấy gì mấy lúc nay chúng ta tu nhân tích đức hành thiện có công đức có phúc báo chúng ta phóng sinh tu phúc thì sẽ được trường thọ thí dược thí thuốc thí ăn cho mọi người thì sẽ được sức khỏe sẽ được bình an sẽ được vinh hiển vân vân đó chúng ta làm những cái việc đó thì chúng ta gì có phúc báo chúng ta không ốm đau bệnh tật hoặc là ít ốm đau bệnh tật thì chúng ta không phải đi viện, không phải bỏ tiền đó để nuôi bác sĩ, nuôi thầy thuốc, vân vân. Thì chúng ta dành dụm lại 3 năm, 5 năm, 10 năm, chúng ta ngoài cái chi tiêu cuộc sống cho gia đình, chúng ta có thể xây dựng được một căn một căn nhà khang trang để cho vợ cho con, cho cả gia đình cùng nhau ta túc ở trong đó. Tương tự như vậy, nếu chúng ta là người đi chùa là người tham dự khóa tu tham dự pháp hội về nhà chúng ta lại chăm chỉ chịu khó tu tập nữa đi chùa tu tập tham dự pháp hội cộng tu với nhau công đức rất lớn giống như chúng ta đi làm gì đi làm công chức nhà nước hay làm công ty xí nghiệp doanh nghiệp vân vân đó. đó tham dự hết ba ngày khóa tu như thế này tức là coi như là gì giống tương tự thế lấy một cái ví dụ chúng ta dễ hiểu giống như đến tháng chúng ta lĩnh gì lĩnh lương ấy đó nhưng mà đi về, nếu mà về nhà mà chúng ta gì biết tu nhân tích đức hành thiện, chịu khó tùng kinh niệm Phật phóng sinh tu phúc trong cuộc sống ở tại gia, sống yêu thương, sống đoàn kết, sống hòa hợp, sống có tâm, có đức, trọng già, kính trẻ, yêu thương mọi người, mọi loài vân vân. Thì tương tự như là người mà biết sống gì? Khéo ăn thì no, khéo co thì ấm tần tiện chắt chiêu dành dụm à, sống cuộc sống thì nó à, đủ thì thôi vừa vừa thôi đừng có lãng phí quá đừng ngày nào cũng đi cũng đi à, ăn uống ở nhậu nhẹt mua toàn những đồ à, gọi là nó nó đắt tiền quá để dùng ví dụ à, cũng là một bữa ăn nhưng bữa ăn của người ta cả bốn năm người thì khoảng độ 500 trăm nghìn là gì à, là, là đủ chẳng hạn mình là phải muốn thì muốn 5 triệu, 3 triệu cơ, thậm chí nhiều hơn cơ. Thì đương nhiên mình ăn nhiều, tiêu nhiều thì nó sẽ gì? Tiền nó sẽ hết nhanh. Tương tự như vậy, mình đi tu có một chút phúc báo. Nhưng mà về mình mình tiêu sạch trong vòng có mấy ngày, mấy tháng thì không nhoan được một chút nào. Thế mà đòi vãng sinh hay sao? đấy tương tự như ngoài đời làm được đồng nào thì ăn hết đồng đấy không nho ăn không chất chiêu dành dụng thì làm gì có tiền để mà xây nhà xây cửa để mà cho vợ cho con cho cả gia đình có cái nơi tá túc khang trang đầm ấm đấy lấy một cái ví dụ như thế để chúng ta thì hiểu rằng trong nhà Phật chúng ta tu tập cũng như thế không thể nói rằng chỉ theo vài pháp hội là được siêu thoát hết thì chúng ta cứ nhìn lại mình đi Theo một pháp hội, hai pháp hội, ba pháp hội Vân vân Theo một khóa tu, hai ba khóa tu Thì chúng ta thay đổi được một chút Tín tâm chúng ta dâng cao hơn Tinh tiến hơn à, Thậm chí là trước đây bảo chúng ta ăn chay một bữa rồi Ăn làm sao được Ăn chay làm sao mà sống được Bây giờ một ngày mình không có Miếng thịt, miếng cá nuốt còn chả được. À, ăn ít, ít nó thiếu chất, chân tay nó run lẩy bẩy ra rồi. Còn vào ăn chay làm sao mà sống được. Tu khó lắm, khổ lắm. Tu thì ai mà tu được. Thế, nhưng khi chúng ta đến chùa tham dự khóa tu một vài lần, chúng ta được nghe Phật Pháp, lòng từ trong A Lảy Gia Thức của chúng ta, nó mới gì, nó mới được nở cái hạt giống bồ đề ở sâu trong tiềm thức a lại gia chúng ta đã trồng nhiều đời nhiều kiếp đó. nay gặp duyên duyên phật pháp tức là nước mưa mưa pháp đó. nước mưa pháp gọi là nước bát công đức thủy mưa pháp đó, nó tưới tầm vào trong a lại gia thức của chúng ta và cái hạt giống chủng từ thiện nó nói gì nó mới đâm chồi nảy lộc nó mới nở ra cho nên trước đây chúng ta nghĩ rằng gì làm sao mà ăn chay được nhưng đến chùa Tham dự khóa tu ba ngày. Chúng ta ăn chay được không? À, thầy có mua miếng giò hay là mua uh, chút thịt, chút cá để cho chúng ta ăn riêng không? Có không? Hay là có ai đi chạy ra ngoài để à, để cải thiện không? Có không? Không. Không thật không? Đấy như vậy ăn chay được chưa đấy ăn chay được vì sao mà ăn chay được đơn giản đó là các thầy ăn chay trọn đời còn được cơ mà đơn giản ở trong đây có nhiều cụ già hơn mình còn ăn chay được cơ mà có nhiều em bé nhỏ xíu xíu còn ăn chay được cơ mà tại sao mình không ăn được người ta làm được mình cũng làm được chứ ngày xưa người ta nói là gì nói là bỉ trượng phu ngã diệt trượng phu tức là người ấy là trượng phu ta cũng có thể gì ta cũng có thể làm trượng phu được cho nên người ta làm được mình làm được người ta tu được mình tu được người ta ăn được mình ăn được mình có kém cạnh gì đâu mình có đầy đầy đủ tứ chi mắt mũi chân tay tai mũi lưỡi thân thể khác gì người ta mà thậm chí mình là còn có cái gì, gì còn trẻ hơn còn khỏe hơn còn ngon hơn người ta nữa tại không làm được đó, cho nên lúc đó cái ý chí gì bồ đề tâm đó, nó nằm sẵn trong a lại ra thức chúng ta rồi được mưa pháp của tam bảo của phật pháp tăng nó tưới tầm vào đó và gì? nó bùng bùng nó khí thế nó nổi lên và gì? À, ăn chay gì đơn giản ba ngày tham dự pháp hội ăn chay đơn giản về nhà chưa ăn chay trường được thì một tháng cố lấy hai gì hai ngày đó là mùng một và ngày ngày rằm thấy được chưa được đơn giản ăn được đấy là tâm bồ đề đã bắt đầu gì đâm chồi nảy lộc thầy nói chưa đến lúc đơm hoa kết trái đâu nhá mới <laughs> gọi là đâm chồi nảy lộc các quý vị và kế tiếp bắt đầu gì tùng kinh địa tạng thấy Phật dạy ở trong kinh Địa Tạng về đạo lý về nhân quả về lối sống làm sao đó cho nó gì cho nó tốt lên và chúng ta thấy được, ở tụng kinh Địa Tạng chúng ta thấy chúng sinh ở trong địa ngục khổ vì sao mà khổ vì kiếp trước là gì vụng tu không tu cho nên mới đọa vào trong ba đường ác đạo địa ngục ngạ quỷ súc sinh Nay chúng ta được thân người Đức Phật dạy trong kinh Được thân người là khó Được gặp Phật Pháp lại càng khó hơn Gặp Phật Pháp mà tin được Phật Pháp Và tu được trong chính Pháp lại càng khó hơn nữa Tất cả các việc khó đây Nay chúng ta đều đã được Vậy mà không chớp lấy thời cơ mà Tu nhân tích đức hành thiện lấy một chút Thì sau này nhớ Nằm lên khừ khừ trên giường bệnh nhé, Thì lúc đó muốn tu không kịp nữa cho nên thấy lời Phật dạy trong kinh như vậy và từ cái tâm Bồ Đề đâm chồi nảy lộc đó bây giờ nó lớn gì? Lớn thêm một chút đó là từ hai ngày, ba ngày ăn chay trong Pháp hội về nhà thêm hai ngày ăn chay bằng một ngày rằm nữa tu một thời gian tâm Bồ Đề nó lớn thêm một chút Phật dạy trong kinh 10 ngày ăn chay công đức vô lượng cho nên phát tâm gì? 10 ngày ăn chay đấy chính là tu đấy chính là dành dụm công đức của mình để có quý vị và không chỉ người mà mà làm kinh tế giỏi nhận cái đồng lương về đưa cho vợ vợ cầm lương có một chút tiền rồi hai vợ chồng bắt đầu anh ơi cái gì đấy em em thấy cái nhà bên cạnh người ta có cái miếng đất người ta bí tiền người ta đang muốn bán bây giờ tiền chúng ta chưa làm gì để nó cũng không sinh sôi nảy nở gì hay là vợ chồng mình gì đem cái số tiền chắt chiêu năm 10 năm qua đem mua cái miếng đất đó đi hai vợ chồng thấy hợp lý bàn nhau ờ ừ, được em ạ à. bây giờ mình cũng chưa dùng gì đến tiền đem mua cái mảnh đất đó để đó không ăn để đó là gì là của còn của để dành mua vào vài năm sau khi mà gì? đất cát nó sốt lên thế là tự nhiên nó được gấp đôi gấp đôi gấp ba hoặc là đem gì đem đầu tư đem làm ăn cái tiền đó đem đầu tư đem làm ăn đem góp vốn vân vân và dần dần từ cái chỗ gì của nó có ít nó đẻ thành gì thành nhiều do có đầu óc tức là gì đầu óc tức là trí tuệ tính toán để làm ăn và do gì do chịu thương chịu khó Chấp chiêu dành dụm vậy các quý vị do cần cù vậy các quý vị đó cho nên người tu hành chúng ta cũng như thế phật pháp tại thế gian bất ly thế gian giác mà các quý vị nói cao siêu thì thật là cao siêu nhưng nói về cuộc sống thì thực sự nó ngay trong cuộc sống này cho nên các phật tử chúng ta tu tập phải gì phải có chính kiến có trí tuệ đừng có để cho người ta dắt mũi mình đừng để cho bất cứ một ai lừa mình như phật tử này nói đó viết tâm thư nói là bán khoán cho con ở cái điện gần nhà bảo người ta bảo 12 tuổi thì phải chuộc chuộc xong rồi thì phải bảo là lễ di cung hoán số mà di cung hoán số thì nó kèm vào đó đằng sau là 20 20 triệu đau chưa nếu mà là người cán bộ hay công nhân viên chức nhà nước thì phải mất gì? 3 tháng lương mới làm được cái lễ đấy cho con. Thế còn gì mà ăn nữa? Cán bộ công nhân viên chức nhà nước nhỏ nhỏ thì phải 3 tháng lương mà 20 triệu phải 3 tháng lương. Đấy. Chúng ta đi làm 3 tháng, họ ngồi họ chập chập chăng chăng có mất gì tiếng đồng hồ thôi. Đau lắm. Cho nên là Thầy mong rằng kể cả trong chùa cũng như ở ngoài xã hội, những người mà được xã hội gọi là gì? Là Thầy. Ấy, họ gọi là Thầy. Ví dụ như Thầy chùa, Thầy tu, Thầy sư. Hay là ở ngoài đời như là Thầy đồng, Thầy cúng hay là Thầy thuốc. Vân vân. Nếu ai ai cũng nghĩ đến người dân, người bệnh, người khổ. Thì tất nhiên đi bệnh viện thì phải có tiền để mà mua thuốc nhưng mà cũng vừa phải thôi lấy làm sao đó để uh, cho duy trì được uh, cán bộ công nhân uh, viên chức uh, nhân viên chức uh, ở trong uh, bệnh viện của mình duy trì uh, uh, thôi đi uh, cắt cổ người bệnh cắt cổ uh, đồng bào mình làm cái gì thầy chùa thầy tu cũng thế nếu có người dân uh, tín đồ phật tử họ đến họ bảo có khoa lễ cầu an cầu siêu thì cứ làm cho họ họ tùy tâm thôi họ có nhiều thì họ cũng nhiều họ không có thì cũng không sao phục vụ dân là chính phục vụ tín đồ phật tử mà thầy chùa là bùa làng phục vụ tín đồ phật tử nhân dân là chính có thì cũng họ không có thì chúng ta cũng không sao không đòi hỏi gì cả đấy gọi là gì tận tâm kiệt lực phục vụ nhân dân phục vụ tín đồ làm được như thế thì xin thưa các quý vị đạo pháp sẽ sương minh thôi. Rồi ông thầy cúng, ông thầy đồng, ông thầy bất cứ ông thầy gì thầy giáo cũng thế. Thầy nào cũng nghĩ đến gì. Ví dụ thầy giáo thì nghĩ đến gì? Các cháu học sinh là những mầm non, là những hạt giống đỏ, là tương lai của đất nước để mà tận tình dạy bảo á cho các em, các cháu, các con đã thành người Thì quốc gia xã hội này chắc chắn sẽ phát triển Rồi thầy cúng, thầy đồng Thì luôn nghĩ rằng là gì? Vì cái mục đích gọi là cứu nhân độ thế Người ta khổ, người ta bệnh, người ta lo lắng, sợ sệt Người ta tìm đến cửa đền, cửa điện của mình Thì mình phải gì? An úy cho họ Tức là nói làm sao để cho họ gì? họ được an tâm, họ không lo lắng, họ về họ yên tâm để à, sản xuất, để à, đi làm, để nuôi sống gia đình, góp phần xây dựng xã hội đất nước quốc gia dân tộc này ngày một à, tốt đẹp phát triển hơn. thì à, đấy mới là người thầy cúng, thầy đồng tốt. đó khi mà tất cả chúng ta nếu mà được xã hội gọi là thầy, ai ai cũng phải à, nghĩ là mình được trân trọng lắm mới được người ta gọi là thầy nhưng mình được người ta gọi là thầy thì mình cũng phải sống làm sao để cho không hổ thẹn với cái từ người ta gọi mình là thầy ấy thầy gì cũng thế thầy tu thầy chùa thầy cúng thầy thuốc thầy giáo thầy đồng vân vân tất cả bất cứ thành phần nào trong xã hội được người ta gọi là thầy thì theo chúng tôi nghĩ rằng mỗi người đều phải tự hổ thẹn với cái à, danh từ mà xã hội họ tôn xưng mình để mà tự tàm tự quý tự sống làm sao cho có lợi ích cho à, xã hội cho cộng đồng thì người người ta mới gì mới kính trọng là lâu dài và mãi mãi vậy cho nên người ta khổ lại còn dọa dẫm người ta nếu không cúng thì con sẽ bị gì chết yếu thế như vậy có đáng xứng đáng là người thầy không không xứng đáng một chút nào. Thôi, trường hợp này nói gần nói xa chẳng qua nói thật, Phật tử này đã đến được đây rồi thì không phải lo nữa, gửi được câu hỏi này rồi cũng không phải phải sợ nữa, cứ yên tâm đi. Về cứ thỉnh kinh địa tạng về mà đọc tụng ở nhà hàng ngày. À, trừ ngày nào bận quá thì thôi, mà từ giờ trở nên từ giờ trở đi cũng không phải đến cái ông thầy đó nữa không phải đến cửa phổ cửa điện đó nữa cũng không phải đi chuộc khoán 12 năm sau nữa cũng không phải làm lễ di cung hoán số để mất mấy chục triệu nữa cứ tu tập đi thầy bảo lãnh cho trường hợp này tu tập được bao nhiêu công đức đem hồi hướng cho trường hợp này và đem hồi hướng cho tất cả các quý vị bất cứ ai tu thầy có bao nhiêu công đức cũng xin hồi hướng cho tất cả các quý vị không nhận một chút nào cho bản thân cả. <laughs> Khổ. Không phải sợ nữa nhá. Hôm nay thầy bảo lãnh cho rồi không phải sợ nữa. Tiền có 20 triệu đó để lo cho con ăn học cũng không phải mang đến cúng chùa đâu. Lo cho con nó ăn học. Cứ để đó lo cho con nó ăn học. Đó. Bài này nó lớn rồi nó học hành đến nơi đến chốn thi cử đỗ đạt đi ra làm quan chức nhà nước thì bảo con rằng ngày xưa thầy chùa khai nguyên thầy bảo lãnh cho con đấy nếu con làm quan chức nhà nước thì con phải lo cho gì cho dân lo để mà báo đáp ân phật ân tổ ân thầy báo ân quốc gia xã tắc để lo gì lo cho dân giàu nước mạnh Nếu mà nó làm nghề thầy thuốc, đi theo nghề làm bác sĩ thì bảo đấy ngày xưa đấy ở pháp hội đấy thầy bảo lãnh cho con đấy, cho nên bây giờ con đi làm bác sĩ, con phải toàn tâm toàn ý để mà cứu gì? Cứu người, giúp đời con ạ. À. Nếu mà con nó làm thầy giáo thì bảo rằng đấy ngày xưa tại pháp hội ấy thầy bảo lãnh cho con đấy, bây giờ con phải làm một người một người thầy đích thực để dạy bảo cho thế hệ con trẻ của đất nước Việt Nam của chúng ta sống phải gì có đạo đức giống như là khẩu hiệu mà tất cả các trường ngày xưa đều gì đều có tiên học gì tiên học lễ hậu học văn đấy cho nên trường hợp phật tử này yên tâm nhé à, Hôm nay là tại Pháp hội này được thầy bảo lãnh giống như 20 năm trước thầy cũng bảo lãnh cho một trường hợp ở tại xã Sơn Đông này cũng đi xem bố chồng chết chồng chết cô ấy đi xem hai ba ông thầy phù thủy thầy cúng thầy bói đều nói là gì à, trong nhà còn ba người tức là còn ba mẹ con thế thì đi xem thì người ta bảo là trong vòng 100 ngày thì một người trên 30 tuổi chết bố chồng vừa mới mất, chồng cũng vừa mới mất xong. Trong nhà còn đúng có ba mẹ con thì một đứa đâu 11 12 tuổi, một đứa mới 5 6 tuổi, một đứa con trai đứa con gái. Thế người trên 30 tuổi là ai? Ai? Đó chính là mẹ của hai đứa trẻ và đó cũng chính là cô gì? Cô ấy. Bảo phải chuẩn bị lấy Ngày đó là có 10 triệu thôi Mà 10 triệu từ cái năm đó lâu lắm rồi Năm thầy mới về đây hình như năm 2006 à, năm thì thôi 10 triệu ngày đó chắc nó phải quý hơn 20 triệu bây giờ các quý vị Chắc chắn đấy, giá trị nó cao hơn Bảo người ta phải chuẩn bị 10 triệu để làm lễ Cô ấy làm lễ xong rồi làm lễ xong đoán cái ông thầy hình như từ trên thái nguyên này ở đâu ấy về làm lễ bảo làm lễ theo cái nghi thức của ông thầy phù thủy á làm cả con chó đen con mèo đen rồi con gà đen con gà trắng rồi lươn rồi chạch rồi ốc rồi ếch gì gì vân vân đấy để chôn sống xuống dưới cái mộ của bố chồng và mộ của chồng của cô ấy và ông thầy tuyên bố là gì sau khi cầm 10 triệu xong và tuyên bố là gì đấy nhà thầy đã làm xong cho gia đình cô rồi bây giờ không phải lo gì nữa thế về chẳng hiểu thế nào lò dò lò dò lại rồi anh bảo nghe bạn bè nói rằng ở ngoài 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 phúc thọ ngoài gạch có một ông thầy ông mới nổi ông giỏi lắm thế là đi lại đi ra đó xem xem thì ông thầy đó ông thầy xem bảo là nhà mới làm một cái lễ rất là to nhưng mà chưa được <laughs> nghe ông thầy nói và cũng đúng bà nhà vừa làm một cái lễ rất là to nhưng mà chưa chưa được cho nên ông thầy đó lại phán tiếp phải làm một cái lễ nữa mà cái lễ này nó lại nặng hơn lễ trước đó là hết 10 15 triệu cô ấy về cô ấy hoang mang cô ấy khóc cô ấy không có tiền nữa tiền người ta phúng viếng bố chồng và chồng nhọt nhấp làm tang ra hết rồi còn có 10 triệu thì đem làm lễ hết cho ông thầy ở trên Thái Nguyên rồi. Còn ông thầy ở ngoài gạch nó bây giờ còn đòi lên gì? Gấp rưỡi đó là 15 triệu. Cô ấy không có. Cho nên không biết làm cách gì. Và nghĩ cái ông thầy ở ngoài gạch ông bây giờ ông lại nói ngắn hơn. Ông nói nếu mà gì không làm lễ nhanh trong vòng 49 ngày trong nhà có gì? Có một người con trai nữa mất. Thế thì ông thầy Thái Nguyên bảo người trên 30 tuổi mất thì là bà mẹ mất. Ông thầy ngoài gạch thì bảo là người con trai trong gia đình mất thì là còn duy nhất có đứa con trai thứ hai đang 4 năm tuổi gì đó. Thế thì mất sạch thì còn gì nữa. Khóc lóc. Đi vay mượn họ hàng bạn bè thì họ không cho. Vì cho thì phải có gì mà trả chứ hoàn cảnh gia đình eo le như thế rồi thì lấy vào đâu cho nên được mấy cụ vãi già ở chùa bảo đi sang chùa chúng mày cứ đi đâu chùa có thầy đây rồi mà chúng mày không đi chúng mày cứ đi đâu thế là bà vãi già đưa sang sang cứ khóc thút thít sụt sùi mãi hỏi mãi mới nói được trình bày như thế như thế thầy bảo thôi được rồi yên tâm đất vua chùa làng nhân dân đã thỉnh thầy về đây để trụ trì để giúp đỡ cho dân thầy giúp được cái gì thầy giúp không phải lo cứ yên tâm đi thầy sẽ làm cho một cái lễ ở chùa thế bảo chắc cô ấy tưởng là hết nhiều tiền thế sao hay? cô gì tròn mắt lên cô ấy sợ thế thì bảo mình nhìn thấy ánh mắt của người ta sợ mình bảo là thôi không phải lo cô ạ không phải lo lấy ở chùa nó không tốn kém gì đâu nếu mà cô có điều kiện thì mua lấy cân hoa quả mua lấy mang lấy khoảng cân hai ba cân gạo nếp sang cho các vái in gì in oản là được đồ xôi uh, in oản và có ấy là được cả cân hoa quả là được nếu không có tiền để mua hoa quả nữa thì hỏi là ở nhà có thóc nếp không dạ có à, có thóc nếp thì được đi uh, sát đấy Đi máy lấy sát lấy khoảng độ 3 đến 5 cân gì đó Chỉ cần thế thôi không cần nhiều Đủ để để mỗi ban trên tam bảo ban nhà tổ một đĩa gì Một đĩa sôi và một đĩa oản là được Thành tâm thế là được Cây nhà lá vườn Ê, Nhà có gạo nhà có thóc nếp thì đi xay đi máy đi sát Mang sang Mình bảo mang sang 3 đến 5 cân Cô ấy làm cả yến Thế thầy bảo các vãi thôi làm một nửa thôi còn một nửa để đến gì đến ngày rằm để in để trước là để in oản để cúng phật Sau là tán lộc cho các gì các phật tử các cụ đi lễ cho người ta cũng được chút gì chút nhân duyên đấy và cuối cùng là cái nhà đó đi sang lúc hôm sang lễ thì cũng uh, uh, chắc là như thế nào cũng uh, anh em họ hàng cũng sang một tí thế là cũng mua được mấy cân hoa quả và mang ở yến gạo nếp sang thầy lễ cho lễ xong thầy bảo là yên tâm nhá. Từ giờ không phải đi xem ở đâu nữa. Qua cái lễ ngày hôm nay cứ thế mà làm ăn. Thầy bảo lãnh trong vòng 100 ngày không có người nào trên 30 tuổi chết ở trong nhà. Và thầy bảo lãnh cho gì? 50 năm sau không có người con trai nào ở trong nhà có phải gì? Phải chết, còn sau 50 năm sau thầy không biết nữa. <laughs> Thế là quả thật Qua 30 ngày Con trai cũng không chết Qua 100 ngày Người con gái trên 30 tuổi trong nhà Tức là gì chính cô ấy luôn cũng không chết Và từ đó Cho đến nay Thầy nghĩ rằng Chắc cũng chưa chết <laughs> Vì phải đến hàng chục năm sau Thì cô vẫn đi sang chùa Vẫn mùng một ngày rằm sang chùa lễ Phật bình thường và sau này vẫn đi làm ăn và cũng khấm khá Có sao đâu Cho nên xin thưa các quý vị Đi xem bói hay là đi xem ông thầy cúng thầy đồng hay thầy chùa Thầy nói cả ông thầy chùa đi Đến bất cứ ở nơi nào Mà người ta bảo là phải cúng phải bái Phải bao nhiêu tiền mới cúng được á các vị cứ hỏi cho thầy ạ, có chắc được không thầy? Người ta bảo chắc được. Thế chắc được thầy ạ, viết cho con mấy chữ có bố ông thầy không dám cái nói thật bố ông thầy cũng không dám viết cho mấy chữ mấy chữ là gì mấy chữ là đảm bảo là cúng cái đàn lễ này bao nhiêu tiền thì khỏi gì khỏi bệnh hoặc là khỏi gì khỏi trùng tang trùng phục vân vân ông ra giá bao nhiêu tiền mà tôi cũng phải ra gì ra cái hợp đồng mình gọi là hợp đồng kinh tế đó. ông có phải là thầy nữa không khi mà ông bảo là phải bao nhiêu tiền mới cúng cho người ta thì có phải là thầy nữa không không phải là thầy nữa đấy gọi là thương mại đấy gọi là kinh tế rồi ừ ông muốn thương mại ông muốn kinh tế tôi sẵn sàng làm một hợp đồng kinh tế và hợp đồng thương mại với ông nếu ông cúng mà không khỏi á thì ông phải trả lại tiền cho cho tôi còn ông mà cúng mà khỏi thậm chí tôi còn thưởng á còn cúng ông thêm nữa có dám không các vị nghĩ cho có ông thầy nào dám không chắc chắn không thầy nào dám mà không dám có nghĩa là họ không thể chắc chắn họ cũng sẽ gì sẽ khỏi cho chúng ta cho nên chớ có dạy gì mà mất tiền bất cứ ông thầy gì mà nói như vậy thì chúng ta nên gì thôi tránh nó đi về cứ do tu nhân tích đức hành thiện chịu khó cứ ai nấy cung kính dốc lòng kính lại phật pháp tăng thường ở khắp mười phương vân 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 xong đó bắt đầu vào mõ gì cộc 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 nam mô đao lợi thiên cung để đấy hả phật uh, nói cái bản nguyện của bồ tát địa tạng cứ thế mà mà tụng thì xin thưa các vị nghiệp gì rồi cũng dần sẽ tiêu phúc gì rồi cũng dần sẽ gì sẽ đến sẽ được cứ như thế mà làm nhá, a Di Đà Phật. <laughs> Một Phật tử nữa hỏi, hiện con đang sinh sống tại Hà Nội. Con xin được giấu tên ạ, à? làm gì mà ghê thế. Giấu tên thì thôi lên đây mang mặt lên đây để xem nào. Lên đây đứng đây cho thầy xem. Thầy kín đáo thôi lúc đứng mọi người nhắm mắt lại không ai quay được quay phim chụp ảnh gì. <laughs> thôi nói vui một tí cho chúng ta đỡ căng thẳng đỡ buồn ngủ <laughs> trong phật pháp đôi khi nó phải vui một tí hoan hỉ một tí có căng thẳng quá các vị cứ nghĩ là à, đi chùa mà lúc nào cũng căng thẳng lúc nào cũng lo lắng thế thì, thì không an lạc thì chết trước đây con chưa hiểu phép chùa nhưng lại có xin chấp tác tại chùa một thời gian con đã vô tình hoặc Thứ ý trong tâm uh, si không nhận uh, ra hành động của mình đã phạm phải lấy trộm đồ của tam bảo chết 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 <laughs> lấy trộm đồ gì đang bí mật xem tiếp xem đồ gì đồ nó có đáng giá hay không nếu đồ nó không đáng giá thì sám uh, hối lại được nếu đồ nó đáng giá thì phải gì phải đem mà trả hoặc là bồi gì bồi thường À, lấy trộm uh, đồ của tam bảo uh, chùa chiền đạo tràng những đồ con lấy là thức ăn lấy cho phật tử uh, tới chùa tự lấy cho mình ăn mà mỗi lần lấy không hỏi trước con làm uh, uh, lãng phí điện chùa tức là chắc đến chùa đi ra khỏi chùa không tắt điện đấy hả À, vân vân à, nếu là nếu à, nhiều lần như vậy con ước tính quy đổi ra tiền mặt gần 2 triệu sau đó con đã nhận ra sai lầm của mình và sám hối với quý thầy giờ đây con thành tâm sám hối muốn lấy tâm hổ thẹn tâm sám hối để bù đắp lỗi lầm làm việc thiện niệm Phật hồi hướng à, hồi à, bồi thường tiền lại à, cho chùa muốn làm một lễ sám tại nhà chùa nữa nhưng lễ vật đổ ăn thức uống à, gì đây giống như khi con đã tự ý lấy trước kia sau này có điều kiện con muốn phát tâm hồn phước cúng tiền tạo tượng Phật liệu con có cơ hội được vãng sinh trong kiếp này không ạ? À? À, và chùa con ở trước đây con có nhiều chướng duyên liệu con làm lễ và bồi thường tiền ở chùa khác rồi hồi hướng về chùa tiêu trừ tội nghiệp được không ạ à? con xin tri ân công đức của thầy ạ à, nam mô a di đà phật ạ à. một câu hỏi rất là đáng yêu qua câu hỏi của phật tử chúng ta thấy là ít người mà tu hành làm được như thế đấy có cái tâm biết ăn năn sám hối khi chúng ta nhận ra lỗi các quý vị. Các cụ chúng ta thường nghe Phật tử chúng ta thường nghe là gì? Người ngoài đời họ là gì? Tiền chùa. Ý họ nói là gì? Tiền chùa mà tiêu thoải mái, ai tiêu cũng được, tiêu như thế nào cũng được. Vân vân và vân vân. Thậm chí là một số cán bộ công chức nhà nước là cán bộ của gì? của ngành văn hóa nhà nước đấy nhá đích thân tôi được nghe vị ấy nói ra ôi tiền chùa ấy mà tiền chùa ấy mà ý nói là gì tiền chùa muốn tiêu nào thì tiêu muốn làm gì thì làm xin thưa các vị cái đấy là cái hiểu sai lầm rất lớn của gì? của người thế tục trong nhà phật á, Đức Phật có quy định ở trong giới kinh của tỷ khiêu và tỷ khiêu ni sa di sa ni, -di -ni thức samana rất rõ ràng đặc biệt là gì là quy định ở trong gì bồ tát giới và ở trong giới kinh của các tỷ khiêu và tỷ khiêu ni của đàn na tín thí thập phương họ bỏ vào cái hòm công đức ấy tức là họ gì họ đem họ cúng dường tam bảo để gieo một chút duyên lành mong các quý thầy các quý sư các quý phật tử ban hộ tự như nếu như chùa chưa có sư đem cái đồng tiền giọt dầu nén hương tâm thành của họ đó để tu sửa chùa cảnh làm chùa tô tượng đúc chuông ba công đức ấy nó lớn lắm cho nên chúng ta mới nghe các cụ chúng ta các tổ truyền từ xưa là gì làm chùa tô tượng đúc chuông ba công đức ấy thập phương nên làm vì sao nên làm vì chùa là biểu tượng về văn hóa về tâm linh về tôn giáo nó là biểu pháp để cho phật giáo được trường tồn ở thế gian nếu như không có chùa chiền, không có tường, không có tháp, thì chúng ta ra gốc cây để ngồi lễ hay sao? Ra gốc cây để tu hành hay sao? Ra nghĩa trang, ra hang núi để ở được hết hay sao, các quý vị? Xin thưa các quý vị, trong kinh luật của Đức Phật, Đức Phật khuyến khích các đệ tử tu hành thì phải gì phải luôn luôn biết tiết kiệm cái phúc báo của mình và đức phật thì cũng rất là tán dương khen ngợi cái hành tu gì tu hạnh khổ hạnh khó đó. mà mình trong kinh phật gọi là tu hành đầu đà đó đức phật khuyến khích tán dương và hoan hỉ nếu vị nào đó ở trong Phật Pháp mà tu được cái hạnh đó, Đức Phật rất vui. Và tiêu biểu là gì? Là thời Đức Phật còn tại thế thì có tôn giả Ma Ca Diếp, Ngài tu được hạnh này. Còn gần như tất cả các đệ tử khác không tu được theo hạnh đầu đà tuyệt đối như Ngài Ma Ca Diếp. Ví dụ như An An, Ngài tu hành là thị giả Đức Phật, Đức Phật đi đến đâu thì tôn giả An An thị giả Đức Phật đến đó. Đức Phật vào cung vua thọ thực thì An An cũng đi theo Đức vua, đi theo Đức Phật vào cung vua để nhận gì? Để nhận thọ thực. Đức Phật vào cung vua phủ chúa để thuyết pháp để độ cho các bậc trưởng giả, bà la môn, cư sĩ, đại gia, hoàng thân quốc thích, quốc vương vân vân thì tôn giả An An cũng đi theo Đức Phật mà đương nhiên người ta cúng đức Phật thì người ta cũng phải cúng tôn giả gì a nan tôn giả a nan sướng từ khi ở trong kinh thành từ khi sinh ra cho đến gì cho đến lúc uh, chứng đắc thánh quả nhập niết bàn gần như ngài không có tu hành khó hành khổ gì cả ngài đi theo Đức Phật gần chọn đời đấy nhưng có thành gì thành thánh tăng không thành a La Hán không thành một trong 10 đại đệ tử lớn không có Ngài là một trong mười vị đại đệ tử lớn mà Gọi là người gì? Người được Đức Phật Nói là Người có, có cái gì nhỉ? Cái gì đệ nhất nhỉ? Đa văn đệ nhất Đó Còn là tôn giả Xá lợi Phất Ngài à, Có thực hành hạnh đầu đà như tôn giả Ma Ca Diếp không? Không Ngài à, chuyên đi gì? Nơi nào mà chúng ở nơi đó sống nó chưa được hòa hợp chưa được thanh tịnh thì tôn giả xá lợi phất và tôn giả mục kiền liên thường đến cái chú xứ ấy gọi là cái tinh xá ấy thay mặt đức phật để giảng dạy giáo lý khuyên bảo tăng chúng là gì phải tu hành trì trai giữ giới và thiền định học tập cho gì cho nó tốt cho nên tôn giả xá lợi phất luôn luôn đi giảng dạy cho các tu sĩ trong Phật giáo đệ tử trong tăng đoàn lúc bấy giờ và giảng dạy cho các tín đồ Phật tử và nhân dân mỗi khi đủ duyên. Cho nên chính vì vậy mà tôn giả xá lợi phất mới được suy xưng là gì? Là người trí tuệ đệ đệ nhất. Vì sao mà xưng là trí tuệ đệ nhất? Vì Đức Phật thấy cái cái lợi ích cái công đức của xá lợi phất đem lại cho tăng đoàn, đem lại cho đại chúng tín đồ Phật tử bằng cái cách gì? giáo hóa dạy lại các tỷ khiêu tỷ khiêu ni và các cư sĩ yêu bà tắc yêu bà di những bài kinh mà đức phật đã dạy trước đây đó và còn à, tôn giả gì phú lâu na ngài chỉ chuyên thuyết pháp cho nên mới gọi là ngài phú lâu na trong 10 đại đệ tử thì phú lâu na là thuyết pháp đệ gì đệ nhất Ngài lên giảng pháp thì ai nghe cũng gì, cũng hoan hỷ, người nào nghe cũng được tâm an, an lạc, chính định. Đó, chúng ta thấy không? Và chúng ta biết mà đi thuyết pháp thì phải có đạo gì? Đạo tràng. Tôn giả Xá Lợi Phất đi đến chỗ gì? Dạy cho tăng chúng thì tăng chúng thường là ở gì? Ở tinh xá ban ngày đến giờ là ngọ thì đi khất thực khất thực xong thì phải về tinh xá để ngồi ngồi thiền và để học pháp chứ không phải là cứ lang thang suốt ngoài đường hết ngày này qua ngày khác được các quý vị cho nên đức phật mới chế định chứ tăng gì trong ba tháng mùa mưa đến như đức phật còn phải là tấm gương phải gọi là gì an cư kiết hạ an cư kiết hạ với mục đích làm gì gọi là ôn cố chi tân gần gũi các bậc trưởng thượng các bậc trưởng lão các bậc đạo cao đức hạnh để cầu thị các ngài gì chỉ dạy cho nhờ đó mà các hàng tỷ khiêu tỷ khiêu nơi những người mới xuất gia mới gì mới được gần gũi các bậc thiện hiếu tri thức những bậc cao tăng thạc đức các ngài mới dạy bảo cho gì oai nghi phép tắc đi đứng nằm ngồi nói năng động tĩnh nó phải phù hợp với hạnh của người xuất gì xuất gia các vị nhớ cái điều đó chứ không phải là gì tự nhiên là cạo tóc mặc áo vào là thành người xuất gì xuất gia không có đâu đức phật nói rằng đệ tử của ngài không chỉ thời mạt pháp từ khi Đức Phật còn tại thế sau khi độ cho năm anh em tôn giả Kiều Trần Như muốn xuất gia phải gì? Phải có tam sư thất chứng. Tức là có 10 thầy, thầy Hòa Thượng, thầy Yết Ma, thầy uh, uh, Giáo Thọ Á Xà Lê và thầy Tôn Chứng. Và kết giới, đầu tiên là kết giới, kết đàn để truyền giới châu tuệ mạng cho thì mới gọi là người xuất gia nhớ cái điều đó nếu không làm đúng cái pháp đó thì cho dù có gì cho dù có tu khổ hạnh gì trăm năm nghìn năm cho dù có cạo tóc như phật đắp y như phật hành pháp như phật thì cũng là gì trộm pháp của phật mà thôi nhớ cho điều đó đi xin thưa các quý vị đây là những lời nói rất là thật rất là chân thành còn chúng ta muốn tu theo Phật Thì chúng ta phải trước tiên phải làm theo lời Phật dạy Như lý, như pháp Muốn là người xuất gia Thì phải thọ giới của người xuất gia Muốn làm cư sĩ tại gia Thì phải thọ tam quy và năm giới Hoặc bát quan trai giới Hoặc bồ tát giới của Phật tử tại gì? Tại gia Vì đây chính là từ kim khẩu của Đức Phật Chế định ra ở trong gì? Trong luật tạng không ai có thể làm khác được. Chúng ta biết là Bồ Tát Mã Minh, Bồ Tát Long Thọ đã đắc đạo, đã có thần thông trước khi xuất gia. Nhưng tại sao Ngài gì? Ngài vẫn theo Thầy cạo tóc và thọ 250 giới làm tỷ khiêu và sau này mới được suy tôn thành Bồ Tát. Rồi chúng ta thấy gì? Lục Tổ Huệ Năng, Thầy giảng cũng nhiều lần rồi đúng không? Ấy khi còn làm anh tiều phu đi gính củi đi qua nhà ông gì? nhà ông trưởng giả giàu có mà đem củi đến bán đó. nghe ông ấy tụng kinh kim cương bên cạnh cửa sổ đến cái đoạn gì ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm ông chủ tụng kinh trong nhà thì chưa giác ngộ nhưng một chú tiểu vô kính củi đi bán lại nghe thấy cái kinh đó là đã gì khoát nhiên đại ngộ chứng thành đạo quả nhưng chúng ta thấy sau khi giác ngộ chứng thành đạo quả rồi lục tổ hệ năng có phải đi tu không có và đến chùa đến cầu pháp với ngài ngũ tổ hoàng nhẫn đến chùa ngũ tổ hoàng nhẫn hỏi đi tu ngũ tổ hoàng nhẫn bảo là gì hỏi là gì ngươi là gì là người dân tộc mà cũng đòi đi tu hay sao chúng ta nhớ là huệ năng bảo gì dạ lại tổ người thì có phân chia nam bắc nhưng phật thì không có phân chia gì bắc nam cho nên con là người dân tộc thì cũng có phân chia nam bắc gì đâu tổ nghe nói như thế là gật gù ở trong tâm nghĩ là thằng này gì khá và <laughs> thằng này khá không đấy ý thầy nói là gì ngũ tổ trong tâm đánh giá lục tổ huệ năng gì thằng này khá à, nó mới gì mới có 18 đôi mươi chưa phải là sư chưa phải chú tiểu mới là chú phật tử tại ra đến xin tu mà nó đối đáp như thầy quả là gì quả là pháp khí trong tông môn sau này vậy cho nên mới bảo là gì ở à, đấy hỏi là thi ngươi đi tu với cầu mục đích cầu làm cái gì Huệ Năng bảo dạ Thưa Thầy Con đi tu chỉ với mục đích cầu gì Cầu làm Phật chứ không cầu gì khác Chỉ cầu thành Phật chứ không cầu gì Không cầu gì khác Không phải cầu cơm áo gạo tiền Không phải vì cầu gì Cầu danh văn lợi dưỡng Mà chỉ cầu được thành gì Thành Phật thôi Ngũ tổ Hoàng Nhẫn bảo Nghĩ trong bụng à được mày muốn thành Phật ừ, cho mày đi xuống bếp để thành gì để làm gì làm Phật mà xuống bếp không phải là làm Phật uh, uh, thích ca Phật A Di Đà Phật Dược sư Phật uh, uh, gì gì đó mà làm Phật gì Phật sự và cho xuống bếp khỏe năng chúng ta biết làm Phật sự cái gì giá gì giá gạo 8-9 tháng trời một hôm tổ đi xuống Giảng rồi đúng không? Cần nói lại cho nhớ cho hoan hỉ không? Nói lại đúng không? Đấy một hôm tổ đi xuống thế uh, đi uh, đứng đứng xem uh, huệ năng giá gạo thì uh, huệ năng vì người bé quá cho nên cái cối giá gạo ngày xưa nó đứng đầu bên này đầu bên kia cho nên phải buộc hai hoàn đá vào hai chân nó mới đủ độ nặng để cất cái chày lên. Đó cho nên tổ thế là lạ hỏi rằng huệ năng con làm sao buộc hòn đá vào chân làm gì kia Bà già lạy tổ Vì con người thấp bé nhẹ cân không đủ sức nặng để Cất cái chày lên cho nên con phải buộc hòn đá vào chân Tổ nghĩ thằng này dân tộc mà cũng thông minh ra phết <laughs> Thầm gì? Thầm nghĩ là thằng này dân tộc mà nó thông minh ra phết Người nó thấp bé nhẹ cân nó không đủ Cân nặng để cất cái chày giá gạo lên Thì nó buộc hai hòn đá vào chân nó thông minh còn gì nữa Không chỉ thông minh mà còn nghĩ ra mọi cách để làm công việc Phật gì Phật sự của đại chúng của chùa Tu ở đâu Tu ở đấy chứ tu ở đâu Tu có cần là cứ phải lên ngồi thiền Cần phải á Khổ hạnh mới là tu đâu Đấy chấp lao phục dịch Cho nên trong quy sơn cảnh sách tổ mới dạy gì Đấy Trồng rau cuốc đất Gính nước bón phân à bổ củi nấu cơm đều gì đều là phật sự hết các quý vị đó cho nên trong cảnh sách mới có câu là gì à, thọ xương cày cấy trung thân cũng là những bậc gì vĩ nhân cửa thiền đó chúng ta thấy rồi rất nhiều các bậc tổ sư á, việt nam chúng ta cũng có ấn độ cũng có trung quốc cũng có tây tạng cũng có ờ, nhật bản cũng có các ngài từ chỗ gì căn bản tu tập mà đi lên cho nên lục tổ huệ năng giã gạo ở dưới dưới bếp ngũ tổ hoàng nhẫn đi xuống xem bốc một nắm gạo lên khẩy khẩy trên tay thế này, này hỏi là gì gạo đã chín chưa tức là gạo đã được chưa đó giã gạo đã được chưa Huệ Năng liền dừng giá gạo lại đi sang đứng trước tổ chắp tay cung kính dạ dạ mô Phật thôi cứ cho mình nói quen là dạ A Di Đà Phật đi <laughs> dạ A Di Đà Phật dạ lại tổ là kính gì hay là kính thầy kính tổ gạo đã chín rồi nhưng mà chưa có người sẩy người người sang đấy ý là gì như chúng ta là phàm phu thì Thầy xuống hỏi là gạo chín chưa? Dạ bảo dạ dạ thưa thầy được rồi, hà sắp được rồi một tí nữa là được ạ. À. Thế thôi, hết phim, đúng không? Nhưng mà không, lục tổ huệ năng thì gì? Dạ thưa thầy à, chín rồi nhưng mà chưa có người chảy người người sàng ngũ tổ hoàng nhẫn là nghe nói như vậy không nói không rằng liền bỏ nắm gạo xuống lấy cái gậy ba tong cụ tổ đang chống đó ngày xưa các tổ thường các cụ lớn tuổi cao tuổi thường hay chống cái gậy đó, đó. lấy cái gậy đó gõ vào cái thành cối gì ba cái cộc 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 chẳng nói chẳng rằng gì và tổ thì bỏ tay sang đằng sau tổ đi về về thẳng phương trượng chú tiểu ở huệ năng lúc đó mới đem sảy sàng gạo xong xuôi đâu hết vào đấy và đến chiều tối đúng canh ba đêm hôm đó huệ năng đến cửa sau phương thất phương trường của ngũ tổ hoàng nhấn và gõ gì cũng ba cái cộc 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 tổ ở trong nhà ai đấy huệ năng bảo dạ mô phật con ạ à, con là ai dạ con là huệ năng ạ à. tổ bảo đêm hôm khuya khoát không ngủ còn lên đây làm gì Huệ năng bảo dạ chiều nay sáng nay sáng nay thầy xuống dưới bếp con đang dã gạo thầy bốc nắm gạo hỏi chín chưa con bảo chín rồi nhưng chưa có người xảy người sàng tổ bỏ nắm gạo xuống gõ vào miệng cối ba cái rồi tổ đưa tay ra đằng sau tổ về phương trường con nghĩ rằng Tổ bảo con đến canh ba, theo cửa sau mà gì, mà đến, cho nên con mới gì, con nghĩ như thế con mới mạo muội à đến đây, con đi theo cửa sau gõ cửa vào giờ này. Nếu mà không đúng không phải thì cũng xin gì, cho con xin sám gì, sám hối thầy sám hối tổ, tổ ở trong nhà nghe vui ơi là vui, có cái thằng đệ tử nó hiểu mình, à. đến tận ở trong gì tâm can Trong khi đó hàng nghìn đệ tử mà thông minh như thần tú còn chẳng hiểu Mà Huệ Năng mới là chú Tiểu vào chùa 8-9 tháng mà Hiểu được mình mới vui ơi là vui cho nên á Nghe Tiểu mình đã hiểu rồi còn biết lễ phép Còn biết gì trước biết sau Cho nên nó liền ra mở cửa bảo Mở cửa bảo con đi gì Đi vào đây rồi hai thầy trò thầy căng ca sa lên và dạy cho đệ tử những pháp yếu và truyền cho tâm tông từ đức phật truyền cho ma ca diếp các ma ca diếp truyền cho a nan truyền dần truyền dần cho đến tổ thứ 27 là bát nhã đa la tổ 27 mươi truyền cho tổ 28 là gì là bồ đề đạt ma tổ 28 là cũng là con là thái tử con của một vị vua ở thiên trúc nha các quý vị nhá đấy ở tây trúc và tổ 28 là bồ đề đạt ma đi sang đi sang trung quốc vào thời vua lương vũ đế và nhà ngụy ở trung quốc lúc bấy giờ nhưng mà gặp vua lương vũ đế nhân duyên không hợp cho nên tổ mới đi đến núi thiếu thất tại hang động thiếu thất ở núi tung sơn gọi là chùa thiếu lâm tự bên trung quốc bây giờ đó và ngồi thiền nhập đình mấy năm chín năm quay mặt vào tường không ăn không uống không gì không nói không rằng các vị nghĩ xem trong Phật giáo có cái chuyện như thế người đời chúng ta chưa học Phật chưa tu Phật chúng ta có tin không làm gì có cái chuyện 9 năm không ăn không uống không ngủ không nghỉ cứ ngồi như thế mà sống được vớ vẩn mấy cái ông sư nói láo nói tét xin thưa các quý vị trong Phật pháp có những pháp gọi là gì bất khả tư nghỉ tức là chẳng thể nghĩ bàn không thể dùng cái trí tuệ cái nhãn quan cái tai nghe và cái sự hiểu biết bằng gì bằng cái thức thứ sáu đó mà có thể nhận biết được rốt ráo rõ ràng các quý vị cho nên tổ ngồi tổ bồ đề đạt ma ngồi chín năm diện bích chờ mãi mới được ngày huệ khả đại sư đến thì đến cầu pháp chặt tay để dâng lên cúng tổ để cầu pháp thì tổ mới quay mặt ra mới hỏi ra Người khó khăn vất vả Hy sinh cả cánh tay thân mạng để Vùi người ngoài tuyết như thế để Cầu cái gì Huệ khả nói với Bồ Đề Đạt Ma rồi con đến đây Duy nhất Duy nhất chỉ có cầu một pháp Đó là cầu pháp an gì An tâm vì tâm của con bất gì Bất an Lúc đó Bồ Đề Đạt Ma mới bảo là gì vậy ngươi đưa cái tâm bất an của ngươi ra đây ta an cho huệ khả ngó ra ngó vào tìm mãi chẳng thấy tâm bất an đâu mới thưa với ngài bồ đề đạt ma là lạy tổ con gì con nó tìm mãi chẳng thấy tâm con đâu thế bồ đề đạt ma mới bảo gì ta đã an tâm cho con rồi đó ngay câu nói ấy Huệ khả liền là gì? Hoát nhiên đại ngộ, chứng thành Phật quả và được Bồ Đề Đạt Ma truyền cho thành tổ thứ gì? Thành tổ thứ 29 của Thiền Tông. Bồ Đề Đạt Ma truyền cho Tuệ Khả, Tuệ Khả truyền cho Tăng Sán. À, Tăng Sán truyền cho Đạo Tín, Đạo Tín và truyền cho gì? Truyền cho Hoàng Nhẫn, Hoàng Nhẫn mới truyền cho Huệ Năng. Đấy là gì? 33 vị tổ thiền tông ấn hoa được truyền tâm ấn từ Đức Phật Thích Ca cho đến tổ lục tổ hệ năng truyền cả tâm ấn và truyền cả ý và bát. Nhưng đến lục tổ hệ năng thì ngũ tổ bảo rằng truyền đến ngươi là xong, lúc đó chỉ truyền pháp thôi, không truyền y bát nữa. Vì nếu còn truyền y bát thì sợ rằng sẽ xảy ra chuyện thị phi tranh đấu ở trong tăng đoàn. Đấy, chúng ta thấy đi tu các cụ ngày xưa tu như thế đấy Nó phải có gì? Truyền thừa Đến giỏi những lục tổ hệ năng Sau khi được tổ hoàng nhẫn Truyền cho tâm pháp rồi Truyền cho y bát rồi Thành tổ thứ gì? Thứ 33 của Trong dòng thiền tông ấn hoa rồi Mà thành nếu mà ở Trung Quốc thì gì? Là thành tổ thứ sáu Đó Lấy ở Trung Quốc thì Bồ Đề Đạt Ma là sơ tổ à, Huệ Khả là nhị tổ Huệ khả truyền cho tăng sán là tổ thứ ba, tăng sán truyền cho đạo tín là tổ thứ tư, đạo tín truyền cho Hoàng nhẫn là tổ thứ năm và Hoàng nhẫn truyền cho Huệ Năng là tổ thứ thứ sáu. Đấy gọi là sáu vị tổ của thiền tông ở Trung Hoa như vậy. Thì chúng ta thấy Huệ Năng được ngũ tổ truyền cho tâm ấn, truyền cho Y bát thành tổ thứ sáu. Nhưng mà phải trải qua 12 hai, ba năm trời đi sống với cái đoàn thứ đoàn gì. Đoàn thợ săn Sau khi rèn luyện tâm mình Tâm đã chứng Thì gọi là lý Là lý đã gì? Đã thành Nhưng còn phải rèn luyện về ba nghiệp Thân khẩu ý làm sao cho nó thuần thuộc nữa Đó là sự gì? Sự chưa gì? Chưa viên Tâm đã chứng Nhưng mà sự chưa viên Cho nên đó, cần phải trải qua 13 năm khắc khổ Theo đám thợ gì? Thợ săn đế rèn luyện đạo mình tâm mình mà sau khi rèn luyện tốt rồi thành tựu rồi cả lý và sự đều viên dung rồi chúng ta thấy huệ năng đi đến một ngôi chùa cầu một vị hòa thượng để làm lễ thế pháp và truyền giới gì sa di truyền giới tỷ khiêu truyền giới bồ tát cho mình gọi là này, tam dạ nhất đàn à, à xin, xin lỗi tam đàn nhất dạ tức là ba đàn sa di tỷ khiêu và bồ tát giới chỉ trong một gì một đêm một ngày thôi gọi là tam đàn nhất dạ đây là chỉ cho những trường hợp đặc biệt trong phật pháp đấy như thế còn phải thì còn phải như lý như pháp xuất gia tu hành sau đó mới kế tục sự nghiệp truyền bá tâm tông hoàng dương chính pháp phổ độ quần sinh cơ mà chứ làm gì có cái chuyện muốn thành sư tự nhiên đi ra cạo đầu với nhau mặc tấm y vào thế là thành gì mô phật thế là thành sư hỏng hết rồi không có cái chuyện đó ai cũng có thể làm như thế thì thế giới này loạn mất thôi cho nên hôm qua thầy mới nhắc là hôm qua nói về quốc có quốc pháp gia có gia quy là như thế trong phật pháp chúng ta có tam tạng thánh điển kinh luật và luận luật là gì là tất cả các bậc thánh nhân từ bồ tát nhất sinh bổ sứ trở xuống cho đến gì cho đến hàng phàm phu tục tử nếu muốn xuất gia thì phải y luật để mà xuất gia nếu các phật tử muốn thành đệ tử của phật thì phải gì phải y theo luật để mà quy y tam bảo thọ trì năm giới tám giới tức là bát quan trai đó và sáu giới trọng và hai mươi tám giới khinh của bồ tát giới tại gì tại gia đấy hiểu cho nó đúng tu thì nó mới chuẩn chứ không có gì chúng ta bị ma nó bịt mắt ra chúng ta hết đấy khổ lắm cũng may là đạo tràng chúng ta gì nhiều người hiểu được đâu là chính pháp đâu là tả pháp đâu là phật pháp còn đâu là gì là tương tự phật pháp đâu là gì đâu là đệ tử của đức phật đâu gọi là gọi là trộm pháp của phật mà trộm pháp của phật thì to lo lắm phật tử này trộm cái có một chút xíu cái đồ ăn và lãng phí cái tiền điện trong chùa thôi mà còn biết lo như thế thì thực sự là rất gì tán thán công đức những người biết gì gây ra lỗi mà biết nhận lỗi và biết sám hối mà đây đòi là gì à, tính cho tất cả cái lãng phí do lấy đồ ăn cho các phật tử khác và tự mình cũng có thể ăn nữa cho chưa hỏi trụ trì và chưa hỏi các thầy hoặc chưa hỏi các phật tử những người có chức trách Chứ ở đó mình ra chấp tác mà có thể tự lấy lộc ở trên tam bảo hay là lấy lộc cúng rồi đem chia cho các Phật tử vân vân. Cho nên Phật tử nói tính tổng ra khoảng 2 triệu trên dưới 2 triệu đồng. Và muốn làm một cái lễ sám hối để đến chùa đó làm lễ hay đến chùa khác có được không? Thầy nghĩ không quan trọng đâu. Thôi biết ăn năn sám hối thế là được rồi. Thầy nghĩ rằng cũng không cần phải bỏ 2 triệu đó ra thì ấy bởi vì mình đến chấp tác. Mình làm công quả trong chùa. Thôi biết như thế là từ nay rồi mình có đến chấp tác để làm công quả trong chùa. Nếu mà cái lộc cái lá đó mà để lâu nó héo hay nó ấy trên Tam bảo thì mình xin phép với thầy Chu trì là bạch thầy thì những cái lộc cái lá cúng trên Tam Bảo đó thì hàng ngày có các phật tử đến chấp tác thì thầy bố thí con xin xin hạm để tán lộc cho các phật tử một chút cho nó quý hóa động viên các cụ gia chùa cho nó quý hóa à, nó bây giờ cái quả táo hay là cái quả cam nó không phải là 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 là, 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 là như ngày xưa nữa nhưng mà nó phải lộc Phật Thầy bảo ừ thì con cứ tự nhiên hay con cứ tự quyết định cái việc đó Thế thì mình làm nó không có sao cả Hoặc là mình đi vào chùa làm lên làm quét dọn quét tước mà mình đi xuống không có khách mình quên tắt điện Thì đấy là quên thôi Thầy có mắng cái thầy có nói thì mình là, dạ con xin sám hối con xin rút kinh nghiệm Thì lần sau con sẽ để ý hơn ạ. Thế là gì? Là được rồi Lần sau mình để ý là được rồi không phải nặng nề và tiểu tiết đấy làm gì tôi không biết các quý thầy khác như thế nào chứ còn thầy đây thì thoáng lắm cái tiểu tiết như thế là thoáng lắm chả bao giờ để ý đâu cái lộc cái lá thì kệ các vãi kệ các phật tử muốn chia cho ai thì chia muốn làm thế nào thì làm chả bao giờ thầy để ý đến cái lặt vặt đó làm gì vì sao vì trong đầu này nó chia ra nhiều ngăn ngăn nào nó cũng gì nó cũng đầy công việc hết rồi ngăn thì để để gì để học hành ngăn thì để để chuẩn bị để đưa ra để giáo hóa để khuyến khích động viên các phật tử còn có ngăn nào nữa để mà để ý cả cái chuyện lộc lá đấy nữa đâu <laughs> cho nên thầy nghĩ rằng cũng không quá nặng nề cái đó đâu phật tử này cũng không phải nghĩ rằng mình phải bỏ ra hai triệu ra để đi làm cái lễ sám hối kia thì Phật mới đổ cho mình mới niệm Phật mới được vãng sinh không có cái chuyện đấy đâu Phật mà chấp như thế thì xin thưa các vị thôi thả bỏ Phật còn hơn Phật đâu có chấp vào cái chuyện đó Phật muốn nhìn thấy cái gì cái sự ăn năn hối cải của chúng ta chứ không phải cái gì cũng quy ra tiền như thế cái gì cũng quy ra tiền thì đâu phải là Phật pháp các quý vị đó không phải Phật pháp là, là muốn gì chúng ta chúng ta làm sai, chúng ta biết ăn năn, chúng ta biết hối cải và chúng ta không tái phạm nữa, đó mới gọi là sám hối chân chính ở trong nhà Phật chúng ta. Cho nên nếu Phật tử này có tiền nó cứ để nuôi cho con cho cái nó đi ăn, đi ăn đi học, không phải lo lắng không phải suy nghĩ gì nữa cả còn nếu mà thầy hoan hỉ thì mình ra chùa để chấp tác tiếp mà thầy không hoan hỉ thì thôi mình đến chùa khác mình chấp tác làm công quả hoặc rằng nếu mà xa quá thì chúng ta ở nhà chúng ta tu tập thỉnh thoảng chùa có công việc tông to việc lớn thì chúng ta chúng ta ra chúng ta quét trước làm công quả vòng trong không cho vào thì chúng ta làm ở vòng ngoài vòng ngoài không cho đến thì chúng ta gì chúng ta bye bye coi gì đâu đúng không cái gì mà phải phiền não Chùa này không đi chúng ta đi chùa Đi chùa khác Chẳng nhẽ hàng nghìn ngôi chùa Hàng mấy chục nghìn ngôi chùa đất nước Việt Nam này Không có chùa nào chứa được chúng ta hay sao Thôi cứ đi hết đi Không chùa nào chứa đến đây thầy chứa <laughs> Mệt lắm Khổ Thôi yên tâm nhé Không phải lo lắng cái chuyện đó nữa Cứ chịu khó mà tu tập Tu tập tinh tiến đi thì Thầy nghĩ rằng cái đó mà là cái nhân quan trọng nhất để cho chúng ta được cả vãng sinh, tin sâu, nguyện thiết, một lòng trì danh, niệm Phật, tụng kinh địa tạng, nói theo kinh địa tạng, học tập tu hành để làm một người con hiền cháu thảo, làm người vợ tốt, làm người mẹ, mẹ hiền. Thì đấy mới là điều Đức Phật muốn nhìn thấy ở các Phật tử chúng ta. Phật tử nói hỏi Nam Mô A Di Đà Phật, con xin chào Thầy gia đình con ở Hà Nội, con xin bạch Thầy vâng nhà cháu đây cũng ở Hà Nội đây nhưng mà đây là ở Hà Nội gì không Hà Nội hay là thế nào Hà Nội xịn đấy Hà Nội đây là Hà Nội gì Hà Nội nông thôn Hà Nội đi kể đi cả tiếng đồng hồ vẫn chưa gì <laughs> vẫn chưa đến nơi nhưng mà dù sao ạ tôi vẫn Hà Nội đấy lại vui vui thế thôi Hà Nội hay nông thôn không quan trọng các quý vị quan trọng chúng ta sống ở đâu chúng ta được an lạc được hạnh phúc là tốt rồi đấy sư phụ tôi chùa ở giữa thủ đô hà nội ngay hồ tây đấy mà mát rượi đẹp đẽ mà nhưng tôi có thích đâu sư phụ bảo sau này thôi mày phải chịu khó thì sau này tao gì à, tao mất tao di chúc cho mày và thôi a di đà phật mày cụ con sợ thành phố lắm rồi sợ nơi đô hội lắm rồi suốt ngày tiếp khách thôi suốt ngày tiếp khách thì thời gian đâu mà tu. Các vị thấy thì tôi ở đây pháp hội như thế này tôi có tiếp ai đâu. Tôi mà ngồi xuống một cái thì thôi rồi. Cho nên dành cái thời gian để còn gì còn tu cho cá nhân một tí bản thân mình một tí chứ. Suốt ngày tiếp khách thì mệt lắm, tu làm sao được? À, tất nhiên không phải là ai ở nội thành cũng thế nhưng mà rồi bản thân tôi thì còn là phàm phu mà cho nên ở cái chỗ đông người phồn hoa quá thì uh, tâm mình sợ rằng nó sẽ loạn nó không uh, tu được cho nên uh, cứ thích ở những cái nơi uh, thôn giã những nơi uh, uh, chùa triển nó đổ nát xong rồi đến đó để khôi phục xây dựng lên uh, được uh, khang trang tố hảo lại bàn giao lại cho dân bàn giao lại cho các đệ tử mình lại đi gì lại đi tìm cái nơi nào đó nó uh, sập sệ một chút lại đến lại làm làm xong lại bàn giao Giống như cụ Hư Vân ngày xưa cụ xây gì hơn 300 ngôi chùa Làm hơn 300 ngôi chùa cái xây xong lại bàn giao cho đệ tử Đây sau này làm xong vài năm nữa mà làm xong có đệ tử nào mà gánh vác được Thì bàn giao lại đến một cái nơi nào nó gì xa xa hơn Khó khó hơn, khổ khổ hơn Thế là yên rồi Làm cho đến lúc không còn làm được nữa thì thì thôi <laughs>